Ngày hôm nay đang lo ngại về cái chuyện OPEC ngừng lại làm xăng dầu. Trong lúc này, giá xăng thêm một lần nữa đang tăng lên. Cái chuyện lo ngại mà xăng tăng lên như vậy, đối với ở bên California thêm một lần nữa, liên tiếp gần cả tháng nay xăng nó tăng lên. Trong lúc này, cái giá xăng làm cho giật mình, giống như bên LA. Đó là 7 đồng 39 cent một ca bên California. Anh này nói, tôi đây kiếm 8 đồng bạc, trong túi tôi lỗ đại vô bình xăng vậy. Tôi không có đổi xăng thêm nữa, tôi cũng không định đi đâu cả. Và không có tính đi nhiều chỗ. Ở bên California, cái nhà máy làm xăng dầu họ tạm thời đang ngừng lại. Làm cho hiện tại xăng nó đang kẹt thêm nữa. Còn cộng thêm chiến tranh bên Ukraine nữa. Giá xăng hiện tại ngay bây giờ lên cao quá, tôi cũng không biết làm sao nữa. Một là không có trả tiền xăng nữa. Xe chạy không thể nào mà thương nó rồi nó chạy được, mọi người cũng biết mà. Tôi hy vọng là thương xe rồi xe chạy được. OPEC giảm đi làm xăng mỗi ngày là 2 mil dành thùng đó có nghĩa là những người dân ở trên Hoa Kỳ sẽ trả thêm tiền xăng khoảng chừng hai chục cho tới ba chục cent. Ông thống đốc bên California, ông nói, OPEC Plus, chúng ta ngay bây giờ phải lo về cái chuyện của OPEC Plus nữa hay sao? The, last... Và OPEC Plus lợi dụng cái chuyện này để tính mà kiếm lợi nữa. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, họ muốn tăng tiền xăng lên và họ tăng lên tiền xăng làm cho chúng ta càng thấy lo ngại thêm. Đây là không phải là ảnh hưởng trên toàn cầu không, ảnh hưởng luôn của chúng ta nữa đây là chính quyền ông Joe Biden nói về cái chuyện ô phát làm như vậy là không có khá đó và ông nói hiện tại ngay bây giờ chúng ta trên Hoa Kỳ đang kiếm về cái cách khác để giải quyết cái chuyện này trong tuần này tòa bắt ốc cũng đang bị sức ép hỏi ai là cái người chịu trách nhiệm về cái chuyện này và đây có phải là ông tổng thống Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm để mà làm cho xăng giảm xuống hay không. Và đây có phải là ông tổng thống Hoa Kỳ cũng chịu trách nhiệm cho về cái tiền xăng mà nó đi lên hay không. Theo cô đại diện nói đây là có nhiều chuyện xảy ra lắm. Đây là không phải riêng của Hoa Kỳ mà cả thế giới nữa. Chúng ta phải tìm cách làm sao giải quyết. Và tôi hiểu anh muốn hỏi gì, nhưng mà chúng tôi đây còn nhiều chuyện cần phải làm thêm nữa. Chúng tôi chưa bao giờ nói là chúng tôi xong về cái chuyện xăng dầu này. Trong lúc này, về bầu cử sắp sửa tới. Nhiều người đi bầu cử trong lúc này đi tới để bầu sẽ nhìn thấy cái giá xăng thì họ coi về chuyện đó để bầu cử. Cái đề đà của năm 08 và của Federal đưa ra nói cho biết đây là cũng dính dáng về cái chuyện tiền xăng lên và về của ông Joe Biden hiện tại người ta yêu mến ông như thế nào. Mới vừa vào tháng 7 vừa qua, Lúc đó cái tỷ lệ người ta không có chấp nhận ông Joe Biden là rất là thấp và tiền xăng lúc đó lên rất là cao. Theo anh này nói, hiện tại ngay bây giờ cái gì cũng cảm thấy khó chịu lắm. Trong lúc này cái gì nó cũng đang tăng lên trong lúc này hết trơn đó. À, đồ ăn và tất cả đều tăng hết. tình lương thì nó không có đi đâu chứ đó là một trong những cái mà nhìn nó không có cá nhất trong lúc này